xa xa là ba người đang chơi đánh cầu lông. Ủa? Ủa đánh đánh cầu bằng gì lạ vậy ba? Trời ơi, vậy cũng đánh được nữa hả? Cô thay cho mày. Rồi tiếp. Cô thay cho mày nha. Này bằng cái này là cháu gọi bằng ông Út luôn á, ông Mười á. Ông Mười là Út á. Đây vô lấy về. Người lấy dây được bằng dây này nha. Trời ơi. Vậy mà chiến thắng mới ghê. Thôi Rio hút cho mặt em bây giờ con. Cho em mượn chút đi con. Thôi cho em mượn chút đó. Đấy, ba đánh bằng dép, ba đánh thêm được mà. Đấy. Khán giả quá trời. Nó bắt đầu mới làm nha. Hồi đó ba đánh bóng chuyền bằng cái ghế uống nước mía được không? Trời ơi. Cô thấy cho mày bắt đầu. Bây giờ sau khi bên cạnh công việc là mà ca sĩ diễn viên đạo diễn thì sau khi khám phá được công việc kế tiếp đó là làm nông dân, thì ngày hôm nay là đã khám phá thêm một cái tài năng mới, đó là vận động viên thể thao của bà Hải nha. Còn đây là Hà đang chơi nhảy dây với Sinh Mì, Hà lắc cái dây mà không ai nhảy á, lắc cái dây mà không ai nhảy á. Từ từ mới được. Anh Hiếu đem lại cho em tập đi. Khó lắm, con làm chưa được đâu. Con phải tập 3 năm luôn á. Để cho trời nhảy á nha. Đúng rồi, mà nhỏ là ba đánh. Mà nhỏ ba chơi đánh bóng bàn. Trời, chắc cái áo chua dữ. Đánh bóng bàn cũng được, nhưng mà chuyên về bóng chuyền. Lùng như thế này thì ở đó là chuyên chuyền hai. Chuyền hai cho đội tuyển trường cấp 2, xong xuôi là trường 2 cho đội tuyển trường cấp 3, xong xuôi rồi lên là năng khiếu của thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Vậy nếu như mà giờ anh thất nghiệp là chắc anh có đi làm vận động viên thể thao cũng được. Rồi xong xuôi cái lúc mà lên sinh viên trên Sài Gòn cũng đánh cho đội tuyển của Kiết Xá. Dữ ta. Nhưng mà bỏ lâu lắm rồi, bỏ năm mấy chục năm rồi. Cũng lẫy lần quá ta. Nói chung cái gì cũng biết. Biết chút chút cái này cũng dở điều.